sản phẩm bàn giám đốc LUSB 2218S4 không chỉ là một món đồ nội thất, mà còn là biểu tượng của phong cách và quyền lực. Thiết kế hiện đại, tinh xảo giúp nâng tầm không gian làm việc, tạo cảm hứng và thúc đẩy hiệu suất công việc cho người lãnh đạo. Bàn có diện tích rộng rãi, giúp dễ dàng bố trí tài liệu, thiết bị và các vật dụng cần thiết, đồng thời mang lại sự gọn gàng, ngăn nắp. Nắp hộp điện không chỉ tiện lợi trong việc sắp xếp dây cáp mà còn giữ cho mặt bàn luôn sạch sẽ. Chất liệu melamin cao cấp không chỉ dễ dàng vệ sinh mà còn giữ được độ bóng đẹp lâu dài mang lại cảm giác chuyên nghiệp. Cùng với đó, khả năng chống xước và chịu nhiệt giúp sản phẩm luôn giữ được vẻ mới mẻ, khóa vân tay trên tủ phụ không chỉ tăng cường bảo mật cho tài liệu quan trọng mà còn thể hiện sự đổi mới và hiện đại trong thiết kế nội thất. Đây là một điểm nhấn thú vị, phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại. Khi kết hợp với ghế giám đốc hòa phát, bàn LUXB2218 F4 sẽ tạo ra một không gian làm việc lý tưởng, giúp người lãnh đạo thể hiện đẳng cấp và phong cách cá nhân. Với sản phẩm này, bạn không chỉ đầu tư vào nội thất mà còn đầu tư vào hình ảnh và uy tín của bản thân và doanh nghiệp. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.